Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên muốn nói về một cái đề tài. Một cái đề tài thật sự là không vui tí nào. Nhưng mà một cái đề tài mà Kỳ Duyên nghĩ là Kỳ Duyên phải nói. Vì trong thời gian gần đây, trong năm vừa rồi, có quá nhiều người đã mất đi những người thân vì COVID. Ngay cả bản thân Kỳ Duyên ngồi đây khi tape cái clip này, thì cậu ruột của Duyên là người em út của mẹ Duyên cũng mới qua đời vì COVID. Thành ra Duyên muốn nói lên cái đề tài là làm thế nào để chúng ta đối diện với cái nỗi đau khi mất mát một người thân và khi người đó đã ra đi vĩnh viễn. Có lẽ cái sự an ủi đầu tiên cho Kỳ Duyên là Kỳ Duyên thật sự tin là cái sự ra đi đó không phải là vĩnh viễn. Kỳ Duyên tin là chúng ta còn gặp nhau vì Kỳ Duyên tin ở cái phần hồn sẽ còn tồn tại. Có thể quý vị là đạo Công giáo hay đạo Phật hay là bất cứ một cái đạo nào mà có một cái đức tin thì chúng ta đều tin là có cái phần hồn còn tiếp tục. Và cái thể xác này đúng là sẽ trở lại cát bụi. Kỳ Duyên chỉ muốn nói về những cái trải nghiệm Kỳ Duyên đã đi qua. Và tất nhiên là quý vị không cần phải tin, quý vị có thể không đồng ý với Kỳ Duyên. Đây là những cái gì nó rất là cá nhân. Kỳ Duyên chỉ muốn chia sẻ những cái gì Kỳ Duyên đã đi qua và giúp Kỳ Duyên vượt qua cái nỗi đau đó. Nếu quý vị cũng tin vào một cái thế giới tâm linh thì hy vọng nó có thể giúp quý vị an ủi được một phần nào. Nhưng đối với bản thân Kỳ Duyên thì Kỳ Duyên hoàn toàn tin tưởng là cái phần hồn còn tồn tại và cái đó mới là tồn tại mãi. Và cái tin tưởng đó nó dựa trên hai cái. Một là cái yếu tố mà Kỳ Duyên đã đi qua chính bản thân mình khi mẹ Kỳ Duyên mất. Hai là những cái gì Kỳ Duyên đã nghiên cứu, đã đọc, đã nghe, đã nghiên cứu qua mạng, internet. Thì Kỳ Duyên thấy là nó song song, nó rất là giống nhau. Ví dụ như một cái mà Kỳ Duyên nghiên cứu qua internet, quý vị có thể Google, nó gọi là near death experience. Là những người họ đã chết đi sống lại. Những người mà có nhiều cái ca bác sĩ đã nói tim đập, đã nói oxygen không còn ở trong người, đã nói là cái óc nó gọi là bị brain death, là với tất cả những cái định nghĩa của khoa học thì người này đã chết rồi. Nhưng mà sau đó họ trở lại và họ kể những cái gì họ thấy. Và cái gọi là chết đi sống lại này đó, nó đã có quá nhiều ở trên thế giới, từng mọi từng lớp, giàu, nghèo, bao nhiêu ngàn ca họ đã kể lại, và hầu như ai cũng kể lại, đều kể lại những cái cảm giác giống nhau. Cái cảm giác mà cái hồn rời khỏi xác, cái cảm giác mà mình bay bổng trên cái xác của mình, những cái gì mình thấy. Nó quá nhiều để chính Kỳ Duyên không thể nào nói là chả lẽ nếu mà xạo thì bao nhiêu người đều xạo sao? Bao nhiêu người đều kể giống nhau, bao nhiêu người đi qua từ trước tới nay, cả trăm năm nay, trong những cái truyền thuyết, trong những cái phong tục tập quán của bao nhiêu những cái nước khác nhau, nó đều giống tương tự như nhau. Vì vậy Kỳ Duyên nghĩ là không thể nào mà tất cả mọi người mà đều dựng đứng chuyện hay nói xạo như vậy. Và nếu mà hai cái cuốn sách mà Kỳ Duyên đọc mà quý vị có thể lên trên internet là quý vị đọc hay là nghe một cái ông gọi là Eben Alexander. Và ông là một người neurosurgeon ở một cái đại học rất là nổi tiếng. Neurosurgeon là một người bác sĩ mà chuyên mổ về neuro là về kinh mạch, về óc, về cái bộ óc của mình đó. Thì khi mình nghe những người scientist, những người bác sĩ nói là họ đã rời khỏi xác và họ trở về thì mình tin hơn là ví dụ người này mình cứ cho là nói chuyện không có khoa học. Thì
vì cái ông Eben này, ông bị cái bệnh mà là sưng cái ốc, thì khi mà ông tỉnh dậy đó, ông đọc tất cả những cái CAT scan, những cái chụp trong ốc ông đó, thì ông đi tới kết luận là khi mà cái ốc nó đã bị sưng lên như vậy, thì không thể nào nó cho mình cái ảo giác được. Ngay cả những cái gọi là cái ốc tưởng tượng đó, thì khi cái bộ ốc nó bị hư như vậy, mình không thể nào tưởng tượng được. Thì quý vị cứ coi những cái bài nói của ông. Một người nữa mà Kỳ Duyên nghe rất là nhiều là bà Anita Morjani, là những cái người mà họ có những cái ca mà bác sĩ vẫn không thể nào nghĩ được là tại sao, và cho tới bây giờ các bác sĩ học cái ca cũng không thể nào có những cái giải đáp khoa học nào hơn là họ phải nhìn nhận là có hồn rời đi và trở về. Và một cái nữa là Kỳ Duyên đọc cái cuốn sách là Heaven is for Real, là cái cuốn sách nói từ một đứa bé nó rất nhỏ, và khi nó bị té trong một cái té xuống, đập đầu, té vào một cái cây, thì nó nhỏ lắm, thành ra người ta không nói láo, thì bỗng một ngày nào đó tự nhiên khi mà nó tỉnh dậy, và cái ca của em đó cũng là một cái ca mà các bác sĩ đều bó tay, không thể nào hiểu rằng là tại sao em khỏi được. Và khi mà em bắt đầu tỉnh dậy thì lần lần em mới hỏi mẹ em là không, em thấy một cái ông rất là dễ thương, em được ngồi trên đùi của cái ông đó. Rồi từ từ bố mẹ mới hỏi em, thì lúc đó em chỉ có 3 hay 5 tuổi gì đó, em mới bắt đầu em kể lại câu chuyện từ một đứa bé. Thành ra người ta nói không thể nào mà xạo được. Và riêng về cái chuyện mà của đứa bé trong cái chuyện là Heaven is so real, nó rất lạ lắm. Có một em khác tên là Akiani, Kamarik Akiani, là viết là A-K-I-A-N-E, và cái tên họ là K-A-K-R-A-M-A-R-I-K. Kỳ Duyên sẽ để tất cả những cái link mà Kỳ Duyên đọc ở trong cái clip này để quý vị có thể tìm hiểu. Có nghĩa là em đó từ lúc mà em bắt đầu nhỏ 4-5 tuổi là tự nhiên em có một cái khiếu em vẽ. Em vẽ những bức tranh thật đẹp, và tới 5-8 tuổi thì em vẽ bức tranh mà đặc biệt có một cái hình mà nói đây là cái hình của Chúa, của Thượng Đế em vẽ ra. Em đó sống ở một nơi riêng, và cái em mà ở trong cái cuốn sách mà Heaven is for Real mà bây giờ đã quay thành phim, hai em chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng khi bố mẹ của cái em nhỏ đưa ra tất cả những cái hình, khi mà con nói là con lúc trong lúc con hôn mê con gặp người này, có phải hình người này không, thì đưa ra bao nhiêu hình trong phim, trong ảnh, trong gì, thì em nói không, đây không phải là cái ông tôi gặp. Nhưng khi bố mẹ đưa cái bức tranh của cái em Akiani vẽ cho cái em nhỏ này coi, thì em nói đúng, đây là cái ông mà tôi gặp đó. Riêng về cái câu chuyện của ông mà Eben Alexander đó, khi mà Duyên đọc hết đó tới cuối cùng, thì mới lạ là như vậy nè. Ông tả là khi mà ông hồn xuất đi qua bên thế giới bên kia, hồn xuất đi thấy cái ánh sáng thế nào, thì ông gặp được một người con gái mà ông chưa bao giờ gặp khi ông còn sống. Và cái người con gái đó là cái người con gái hướng dẫn, đưa ông đi khắp nơi ở trên thiên đàng, mà ông còn nói là bay trên cánh bướm, hay ngồi người trên cánh bướm bay đi khắp nơi. Thì ông chưa bao giờ gặp cái người con gái này khi ông còn sống. Nhưng mà khi ông tỉnh dậy đó, thì ông lúc nhỏ là ông được bố mẹ adopt, là mang về nuôi, có nghĩa là ông chưa hề gặp bố mẹ thật của ông. Nhưng mà khi mà ông tỉnh dậy thì ông đi kiếm bố mẹ thật của ông. Đến nhà thì ông mới thấy, ông mới biết là ông có một người chị ruột, và người chị đó đã qua đời. Và khi mà ông coi cái hình của bố mẹ, thì đúng cái cô đó là cái cô đã hướng dẫn ông đi khắp nơi ở bên kia thế giới. Kỳ Duyên kể tới nơi mà Kỳ Duyên đã nổi hết da gà đây khi Kỳ Duyên kể lại. Có nghĩa là nó có những cái sự trùng hợp mà mình không thể nào nói là giả tạo. Và nếu quý vị tiếp tục research về những cái gọi là near death experience, hay là những người chết đi sống lại, quý vị sẽ thấy có những cái trường hợp mà không thể là giả được. Ví dụ như là có một cái hồn đã xuất ra khỏi xác trong cái lúc mà bác sĩ đang ở lại để mổ, để mà cứu, thì họ nói là họ bay qua cái nhà thương, và họ thấy ở cái tầng 5 nào đó
có một chiếc giày bata màu đỏ, có nghĩa là ai đang ngồi ở trên nóc sân thượng ve vẫy cứ rớt một chiếc giày. Nhưng mà không thể nào cái người đó thấy được, trừ khi cái hồn đã bay ra khỏi xác, bay lên cái sân thượng và qua bên đó tôi có thấy đôi giày đó. Hoặc có rất nhiều trường hợp họ hỏi là làm sao mà biết chết đi sống lại, thì họ trả lời là một người bác sĩ quên cái kính, thì người đó không, lúc đó tôi ở hồn bay lơ lửng trên cái xác, lúc đó tôi thấy bác sĩ đã bỏ cái kính đó vào cái học tủ bên trái bên phải gì đó, và quả nhiên người bác sĩ đó thấy. Nó có cả ngàn cái trường hợp như vậy. Và khi mà Kỳ Duyên biết và Kỳ Duyên tin rằng còn có cái hồn nữa, thì đó là một cái nguồn an ủi vô cùng với Kỳ Duyên cho những người đã ra đi. Vì Kỳ Duyên biết rằng ai cũng nói rằng là khi mình ra đi, cái lúc hồn rời khỏi xác, mình sẽ gặp rất nhiều những người thân đến đón mình. Ví dụ Duyên có một người bạn, và cô kể lại là trong lúc mẹ cô đang buồn, đang lo, thì đang hôn mê, thì tỉnh dậy thấy bà hết lo và bà chỉ nói nhẹ: ta thấy bố đến, bố cởi con ngựa trắng, bố cầm dẫn theo một con ngựa nữa để rước mẹ. Rồi trước khi bà nhắm mắt thì bà lại có một cái nụ cười rất là thanh thản lúc ra đi. Đối với mẹ Duyên đã qua đời 4 năm, nhưng vẫn có nhiều cái nho nhỏ, là ví dụ như mẹ Duyên lại mới gần đây hiện lại có một cái cuộc xảy ra trong cuộc sống Duyên mà Duyên mới hơi lo. Không biết tại sao mẹ Duyên không bao giờ nói cho Duyên biết được, nhưng mà toàn nói qua một người khác. Thì cái chuyện này cũng mới xảy ra cách đây một tháng thôi, thì Duyên cũng có nhiều cái biến chuyển làm Duyên hơi lo. Thì mẹ Duyên lại về nói với cái người đó là: không, em nói Duyên đi, không sao đâu, nhưng mà em nhớ nhắc Duyên là uống nhiều nước, tại vì Duyên uống thiếu nước. Thì cái đó là hoàn toàn thật. Thì khi mà cái người nói lại với Duyên, nó không thể nào cái người đó biết là Duyên uống nhiều nước hay ít nước. Nhưng mà mẹ Duyên đã nói như vậy. Và trong suốt 4 năm nay, bất cứ lúc nào mà Kỳ Duyên có cái sự lo âu gì là mẹ đều về nói an ủi, để cho Duyên cảm thấy là lúc nào mẹ cũng ở quanh Duyên. Và cái sự mất mát đó đối với Duyên là chỉ có mất đi cái phần xác, như cái phần hồn vẫn còn đó, chỉ có là Duyên không thấy thôi. Thì Duyên muốn nói cho bạn ở đây, các bạn nào đã có người thân ra đi, đã có những cái sự chứng minh cho mình thấy là còn cái phần hồn, thì các bạn hãy vào đây comment để mà tiếp tục an ủi những người mà đã quá nhiều người mất về những người thân trong cái thời gian COVID vừa rồi. Thì Duyên chỉ muốn nói ngắn gọn cho các bạn biết là những người đó còn đó, và cái thế giới họ đi, trong tất cả những cái nghiên cứu, tất cả những cái cuộc mà Kỳ Duyên nghe kể lại, thì là một cái thế giới tốt đẹp hơn bên này nhiều. Ai ra đi cũng trở về. Và khi mà quý vị đọc và nghiên cứu về những cái người mà chết đi sống lại đó, không ai sợ chết hết. Ai cũng nói rằng là thấy những cái ánh sáng tuyệt vời, thấy những cái tình yêu thương tuyệt vời, thấy những cái sự an ủi mà gọi là peace and love mà ở dưới thế gian này không có. Và vì vậy những người ai cũng kể lại là không muốn trở lại thần gian này. Nói chung là cái thế gian này là cái đau khổ nhất. Và cậu Duyên mới ra đi, Duyên buồn, nhưng mà tại sao Duyên không khóc? Vì Duyên cảm thấy là cậu đang đi tới một cái nơi tốt đẹp hơn. Bây giờ cậu ra đi, cậu về sẽ có mẹ, sẽ có bà, anh em, ông bà ngoại, những người thân nhất của cậu sẽ ra đón cậu. Trong khi cậu còn ở đây 70 mấy tuổi, cậu sống một mình, cậu chưa vào viện dưỡng lão, nhưng mà cậu sống một mình, con cái cũng ở xa. Tuy là rất thương bố, nhưng mà chính cậu cũng không muốn sống với con cái ở trong một cái thân xác đã 70 mấy tuổi rồi. Thì bây giờ Duyên nghiệm lại, cậu đã thoát ra khỏi cái thân xác bệnh hoạn đó. Cậu Duyên đi, Duyên buồn, có buồn chứ, nhưng là Duyên lại nghĩ lại, không, Duyên sẽ gặp lại cậu thôi. Và Duyên sẽ biết là tới lúc phiên Duyên ra đi thì cậu cũng sẽ tới đón Duyên. Thành ra trong cái giây phút này, cậu 70 mấy, cậu ở đây,
thể xác cậu yếu đuối, dù là cậu không bệnh nặng, nhưng mà cậu được đi tới một cái nơi mà mình không còn phải lo cho những ngày sống cô đơn còn lại. Mình được gặp người thương, và tất cả những cái người đã chết đi sống lại đó, họ đều kể một câu chuyện giống nhau. Họ đều kể chỉ có thiên đàng thôi, chưa có ai kể là có địa ngục. Họ đều kể đó là những cái nơi là mình đến để mình được yêu thương vô bờ, để mình được tha thứ. Và ngay cả khi mình làm cái gì tội lỗi thì họ nói rằng mình được ngồi xuống để coi lại tất cả những cái gì trong cuộc sống của mình ở dưới này. Và ngay cả những cái chuyện mình làm sai thì mình phải biết là mình được tha thứ rồi. Và cái tình yêu của Duyên, chỉ nói là Thượng Đế. Tại vì Duyên tin rằng Thượng Đế có nhiều những người thầy khác nhau. Duyên vẫn tin rằng tất cả những đạo giáo ở trên đời là để mang mình lại với nhau, chứ không phải là để chia rẽ mình. Đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi đều giống nhau. Và nếu mà có cái sự chia rẽ là do con người mình giành những cái quyền lợi và mang những cái đạo giáo ra để làm những cái vũ khí để chia rẽ nhau. Nhưng mà thật sự Duyên tin là cái tình yêu của Thượng Đế vô biên. Và ngay cả mình không cần xin để tha thứ cho mình đã được tha thứ rồi. Duyên chỉ có thể ví dụ là với tình yêu của Duyên với con Duyên. Đối với con Duyên, người trần mắt thịt như mình đó, con Duyên không làm những cái gì sai trong cuộc đời. Và khi con Duyên làm cái gì sai, khi Duyên biết nó đau khổ, thì Duyên còn đau khổ hơn gấp ngàn lần nó. Và Duyên sẵn sàng tha thứ, Duyên sẵn sàng biết, ồ, nó còn nhỏ đó, ngay cả khi nó hỗn với mình. Ok, khi nó lớn lên nó sẽ hiểu, mẹ vẫn thương con. Và khi con vấp ngã những cái nỗi đau, ok, con bị người yêu kép của con, mẹ đã nói thằng này không được rồi đó, nhưng mà con cứ yêu nó. Và khi đổ vỡ, khi con trở lại, con nói mẹ ơi con đau khổ, là một người mẹ thường. Không những kỳ Duyên, mà Duyên nghĩ là không ai sẽ nói đó. Thì tao nói mày đó, mày không nghe, bây giờ mày đáng đời. No, không có bố mẹ nào thương con mà sẽ nói như vậy. Huống chi là cái tình yêu của Thượng Đế, của Chúa, của Phật, thì phải nói là yêu mình gấp cái con người mình không thể nào đo lường. Những cái ích kỷ, những cái nhỏ nhoi của con người mà nói về cái tình yêu của Thượng Đế được. Thành ra ai mất đi cũng tin chắc rằng ở cái thế giới bên kia sẵn sàng đón nhận với những cái tình thương vô biên, để cho mình thấy không sao, con làm như vậy, con ăn năn hối lỗi là được lên thiên đàng ngay. Ngay cả cái lúc trước khi con nhắm mắt, và nếu mà con biết như vậy, có nhiều người họ muốn trở xuống cái kiếp này lại để làm cái gì đó, hoặc là họ chính họ chọn lựa những cái bài học họ xuống đây. Đó là cái niềm tin của Duyên. Tất nhiên mọi chúng ta có một cái niềm tin khác, và Duyên không bao giờ cho là cái của Duyên là đúng nhất, nhưng nó là cái rất an ủi với Kỳ Duyên. Và Kỳ Duyên chia sẻ với quý vị, và nếu quý vị cũng cùng một cái tư tưởng đó thì sẽ giúp quý vị vượt qua hơn. Đó là những cái người ra đi và mình nghĩ mình sẽ gặp lại. Họ đến một cái nơi tốt đẹp hơn, họ đến một cái nơi an ủi đầy tình thương hơn. Thì cái cách mà mình thương họ nhất là mình nói với họ, ra đi, an tâm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Và những người ở lại, mình làm cái gì? Như Kỳ Duyên đó, Kỳ Duyên sẽ làm tất cả những cái gì để hồi hướng những cái sự việc làm đó tốt về những cái người đã ra đi, và để cho Duyên thấy cái sự ra đi của họ có mang lại cái lợi ích cho những người còn sống. Chẳng hạn như hôm nay, tại sao Duyên làm cái clip này? Cậu Duyên mới mất, nhưng mà Duyên hy vọng là vì cái mất của cậu Duyên mà Duyên làm được cái gì để an ủi cho bao nhiêu người. Và Kỳ Duyên chỉ mong là nếu quý vị nghe được, quý vị chỉ có một lời cầu nguyện cho những người mà mới qua đời đây. Cậu Duyên là tên là Đặng Trọng Hiếu.
cậu mới mất năm ngoái của Duyên nữa là Đặng Trần Thức, hay là ngay cả như là chú Lam Phương, hay là tất cả những cái người nào mà đã qua đời, chỉ cần các bạn cầu hoặc là làm một cái việc gì đó tốt đẹp và nghĩ tới à, mình làm cái việc này tốt đẹp vì những người mới qua đời, ngày Tết sắp đến, mình làm một cái việc thiện gì, mình cho đi một đồng gì, nghi nữa mình hồi hướng những cái việc làm tốt này. Mình, nếu mình đạo Công giáo, mình xin lễ, mình đạo Phật, mình xin những cái lễ cầu siêu, hay là nó không cần là những cái rườm rà tốn kém. Vì Kỳ Duyên nghĩ là cái thế giới bên kia nó là cái lòng. Mình chỉ một lời cầu nguyện, một cái việc làm thiện gì đó, và mình làm nhân danh cái người thân của mình mới qua đời, mình hồi hướng lại cái công đức đó. Thì Kỳ Duyên nghĩ đó là những cái việc mình làm để mình cảm thấy là ồ, tôi làm được cái gì, để mình cảm thấy là có, tôi phải đau, tôi phải buồn, nhưng không phải vì cái nỗi đau, nỗi buồn đó mà tôi buông bỏ tất cả. Tôi vẫn có thể vì cái người tôi mới mất mà tôi sẽ làm một cái gì đó nhân danh cái người đó. Thì Kỳ Duyên nghĩ là đó là những cái gì mình có thể làm để chính cái người sống có thể bắt đầu heal. Mình biết là mình vẫn còn đau, ngay cả Duyên bây giờ 4 năm. Khi Duyên nhắc tới mẹ Duyên, Duyên vẫn nghẹn giọng, Duyên vẫn có thể khóc. Nhưng bên cạnh đó vẫn là một cái niềm an ủi, là vì mẹ, mẹ vẫn còn quanh con. Có thể mẹ đang ngồi đây, con không thấy mẹ, cậu đang ngồi đây, con không thấy cậu, nhưng vẫn còn đó, không phải là mất mát mãi mãi. Và một ngày nào đó con sẽ gặp lại. Nhưng bây giờ vì mẹ, vì cậu, con làm cái clip này, con hy vọng là sẽ mang lại những cái niềm an ủi cho những người cũng đã đi qua, cũng đã biết cái nỗi đau như con. Thì như vậy, đó là một cái niềm hạnh phúc. Rồi, Kỳ Duyên xin tạm biệt quý vị và xin chúc cho quý vị sự an ủi, sức khỏe và niềm tin rằng nỗi đau này một ngày sẽ qua, và khi đó chỉ còn lại những cái tình thương và kỷ niệm, và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin chào quý vị.